không ai thấy. Sư tu đã nhiều năm từ Bắc vô trong này, bà con rất thương thầy. Thầy tôi người chẳng muốn nổi danh và nổi tiếng, thầy chỉ muốn yên tu. Thế mà dù tập bờ quay phim chiều đến sáng, như thế sao thầy tu? Cô bác ngỡ gần xa người thường sư minh tuệ, vì ông tu chăng chinh. Trên tay chỉ nồi cơm rồi bước chăng bộ hành, đời cho thế ông dùng. Đồ ăn thì xử lấy, ngày ăn chỉ một buổi mà ăn cũng không no. Áo quần sư tự mai, nhặt ven đường gom góp, người mài áo cho mình. Tại sao sư lại muốn đi vô rừng ăn tu ăn danh? Tại cô bác gần xa cũng chạy theo làm gây rối trật tự. Thầy tu người chỉ muốn nơi yên tình, mà sư có đâu giờ nỡ chốn rừng sâu là một nơi tịnh tâm để tu hành. Thương lắm những nhà sư giờ đây không có thầy, phải lang thang khắp xứ. Có sư đến từ Nam vừa ra tới nơi này, tìm không thấy sư thầy. Bà con đừng lo lắng, thầy ta người chỉ muốn tinh tâm để yên tu. Nhớ lời sư thường khuyên, thương yêu mẹ cha nhé, mẹ cha nhất trên đời. Có sư đến từ Nam vừa
ra tớ nợ này tìm không thấy sư thầy. Bà con đừng lo lắng, thầy ta người chỉ muốn tinh tâm để yên tu. Nhớ lời sư thường khuyên, thương yêu mẹ cha nhé, mẹ cha nhất trên đời. Nhớ lời